giám đốc Nhã Nam bị dừng công việc vì cáo buộc quấy rối nữ nhân viên. Ban giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác của ông Nguyễn Nhật Anh vì liên quan đến cáo buộc quấy rối nữ nhân viên. Ban giám đốc công ty Nhã Nam đăng thông báo liên quan đến vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh chụp màn hình trong thông báo chính thức được đăng tải trên fanpage hơn 1 triệu lượt theo dõi. Ban giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam gửi lời xin lỗi bạn đọc vì không làm rõ và nhanh chóng những thông tin tiêu cực lan truyền liên quan đến ông Nguyễn Nhật Anh. Chúng tôi xin lỗi vì những sự việc đã xảy ra, cũng như sự yếu kém của đội ngũ trong tiếp nhận thông tin và không có cách xử lý vấn đề thỏa đáng và kịp thời, khiến bạn đọc và các bên liên quan cảm thấy bất bình, đơn vị này chia sẻ. Giám đốc Nhã Nam xin lỗi về thông tin quấy rối, gây bão dư luận về cáo buộc liên quan đến Tổng Giám đốc Nguyễn Nhật Anh, đơn vị này quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác của ông tại công ty. Chúng tôi sẽ xúc tiến làm việc với cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ông Nguyễn Nhật Anh để xác minh và làm rõ những sự việc, thông tin có liên quan, xác định tính chất và mức độ của vụ việc. Xác định mức độ gây tổn hại đối với bên liên quan và đối với công ty Nhã Nam. Từ đó, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý và kỷ luật thỏa đáng đối với ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty Nhã Nam, phía ban giám đốc chia sẻ. Phía công ty Nhã Nam cũng gửi lời xin lỗi vì những sự việc không hay xảy đến với cựu nhân viên, gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và tâm lý của chị. Chúng tôi đã sai trong việc tiếp nhận thông tin không kịp thời và xử lý chưa thỏa đáng. Chúng tôi xin lỗi về sự yếu kém này và sẵn lòng chịu hoàn toàn mọi phí tổn liên quan đến tổn thất về tinh thần và thể chất của chị. Công ty Nhã Nam phản hồi thêm. Trước đó, nhiều KOL tỏ thái độ bất bình khi đọc lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh chụp màn hình cũng trong bài viết, ban giám đốc công ty Nhã Nam gửi lời xin lỗi đến các tác giả, đối tác, toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty vì đã gián tiếp gánh chịu những thông tin tiêu cực. Ban giám đốc cho biết đang xem xét và khắc phục triệt để những sự việc xảy ra, đồng thời quyết liệt để đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn. Chúng tôi sẽ cập nhật công khai toàn bộ những thông tin liên quan đến sự việc ngay khi đã được xác minh và làm rõ, công ty Nhã Nam chia sẻ. Đồng thời đơn vị này xin phép gỡ bỏ lời xin lỗi mang tính cá nhân do ông Nguyễn Nhật Anh đã sử dụng fanpage của công ty để đăng lên. Một lần nữa, xin tha lỗi cho sự chậm trễ và những sai lầm trong việc xử lý vấn đề này của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và bao dung từ phía độc giả và các bên có liên quan. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ chính thức từ chúng tôi sẽ làm giảm phần nào những ảnh hưởng không hay đến với toàn thể cán bộ, nhân viên công ty Nhã Nam nói riêng và đến cộng đồng bạn đọc nói chung, ban giám đốc chia sẻ. Trước đó, lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh được đăng tải trên fanpage công ty Nhã Nam khiến dư luận dậy sóng. Cụ thể ông thừa nhận đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nữ nhân viên và cho biết, hành động này không vượt quá các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể. Nhưng điều tôi không lường được là vô tình gây bối rối, làm phiền và có thể gây tổn thương với cô ấy. Sự việc khiến nhiều người bất bình, thậm chí không ít KOL tuyên bố ngừng hợp tác, còn cư dân mạng phản ứng gay gắt trước cách giải quyết vụ việc chưa thuyết phục của công ty. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.